2 tháng, 8 dự án Vinpearl Resorts and Villas và 1 dự án Vinpearl Condotel ra mắt. Năm 10 hội thảo đầu tư thu hút gần 25.000 khách hàng tham dự. Villas và hơn 600 căn hộ khách sạn có chủ. 350 villas được bàn giao. Tháng 3 năm 2015. Trong 2 giờ, 100 villas được giao dịch thành công. Ngày 10 tháng 10, trong 4 ngày đầu ra mắt Vinpearl Phú Quốc Villas, 221 trên 339 villas đã bán thành công. Tháng 11 năm 2015, Vinpearl Resort St. Villas Đà Nẵng được ra mắt và 122 căn được bán hết trong 48 giờ. Tháng 12 năm 2015, sau 5 ngày ra mắt, Vinpearl Paradise Villas, 2/3 trên tổng số 332 villas đã giao dịch thành công. Cuối năm Ất Mùi 2015, dự án Vinpearl Empire Condotel được ra mắt thị trường với hơn 2/3 số căn hộ đã bán thành công, tạo ra cơn sốt mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm 2016. 2.300 khách hàng đầu tiên mua biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng và căn hộ khách sạn. Những con số đầy ấn tượng khẳng định sự thành công vững chắc cũng như sự phát triển không thể ngăn cản của xu hướng đầu tư bất động sản biển, đặc biệt là các dự án bất động sản nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vinpearl Resorts and Villas. Điều gì đã làm nên sự thành công đáng ngưỡng mộ đó? Hãy cùng chúng tôi điểm qua 8 lý do chính khiến biệt thự biển đã, đang và sẽ là xu thế đầu tư tất yếu cho thị trường bất động sản của Việt Nam trong năm 2016. Biệt thự biển được ví như một ngôi nhà thứ hai, không chỉ là một thiên đường nghỉ dưỡng mà còn là tài sản đầu tư sinh lời đắt giá, khẳng định đẳng cấp của giới thượng lưu trên thế giới. Xu thế đầu tư biệt thự biển đến với Việt Nam chỉ vỏn vẹn 12 tháng, nhưng đã sớm khẳng định vị thế dẫn đầu và sức hấp dẫn tuyệt đối với các thành công vang dội của các dự án biệt thự nghỉ dưỡng của tập đoàn bất động sản số 1 Việt Nam Vingroup. Tọa lạc tại các vị trí vàng trên các bãi biển thơ mộng, nằm trong top đầu những bãi biển đẹp nhất hành tinh, trải dài khắp từ Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và sắp tới đây là hàng loạt các dự án mới tại Hội An, Quy Nhơn, mang đến lợi thế tuyệt vời cho chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Resorts and Villas dành cho khách hàng. Để mang đến những tuyệt phẩm nghỉ dưỡng 5 sao, sánh ngang tầm những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng quốc tế, tất cả các dự án đều được tư vấn, thiết kế bởi những đơn vị tư vấn hàng đầu trên thế giới. Biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Resorts and Villas đã thực sự kiến tạo nên một chuẩn mực tuyệt đối về thẩm mỹ và một xu hướng đầu tư lẫn nghỉ dưỡng villas đẳng cấp hàng đầu của Việt Nam, là điểm đến yêu thích của du khách các nước trong khu vực và quốc tế. Với sự đa dạng về sản phẩm, bao gồm đầy đủ các loại hình biệt thự từ 2 đến 4 phòng ngủ, diện tích tiêu chuẩn từ hơn 220 đến hơn 1.000 m² sẽ đáp ứng linh hoạt nhu cầu của những nhà đầu tư. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ vay vốn tới 65% từ ngân hàng Techcombank và chính sách đồng sở hữu, khiến việc sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng Vingroup không còn là sân chơi riêng của các đại gia. Những nhà đầu tư có trong tay từ 2 đến 7 tỷ đồng đã có thể dễ dàng sở hữu một ước mơ nghỉ dưỡng trong tầm tay. Cơ hội đầu tư rộng mở hơn bao giờ hết dành cho những nhà đầu tư thông thái và tiên phong, biết đón đầu những xu thế mới. Được phát triển bởi chủ đầu tư là tập đoàn Vingroup, tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như bất động sản, bán lẻ, khách sạn, du lịch, y tế, giáo dục và gần đây nhất trong lĩnh vực nông nghiệp. Tính tới hết năm 2015, tổng tài sản của tập đoàn Vingroup đạt 146.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 18.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi. Và với kết quả này, Vingroup đã được hãng tin Nikkei bình chọn là một trong 300 công ty năng động nhất châu Á, Asia 300. Chuỗi biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Resorts and Villas được quản lý bởi Vinpearl, thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng, sở hữu hàng loạt khách sạn 5 và 6 sao được yêu thích nhất Việt Nam. Vinpearl luôn là lựa chọn đầu tiên của các hãng lữ hành trong và ngoài nước, và dẫn đầu với công suất phòng lên tới 95 đến 100%.
được phối hợp kinh doanh bởi Vinhomes, thương hiệu bất động sản đắt giá nhất Việt Nam do hãng tư vấn định giá hàng đầu thế giới Brand Finance công bố. Với hàng loạt dự án khu đô thị cao cấp đã và đang triển khai như Vinhomes Time City, Vinhomes Grand City, Vinhomes Riverside, Vinhomes Central Park. Uy tín, tầm vóc và năng lực tài chính vững mạnh của Vingroup chính là chìa khóa vàng bảo đảm cho sự thành công và sự phát triển của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, cũng như sự chắc chắn của những cam kết tiến độ bàn giao và chia sẻ lợi nhuận, khả năng sinh lời của biệt thự biển Vinpearl Resorts and Villas. Đầu tư biệt thự biển, khách hàng hoàn toàn không phải lo lắng về những biến động giá liên tục trồi sụt như vàng, ngoại tệ hay chứng khoán. Đầu tư biệt thự biển, khách hàng có thể gạt bỏ nỗi lo trượt giá tiền Việt mỗi ngày như gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất chỉ 5-7%. Khách hàng cũng không phải bận tâm dành quá nhiều thời gian để quản lý cho thuê như căn hộ chung cư. Và quan trọng nhất, đầu tư biệt thự biển chính là đầu tư bất động sản với giá trị đầu tư được đảm bảo không chỉ cho chúng ta mà còn cho con cái sau này. Với mức cam kết sinh lời tối thiểu 100% trong 10 năm và cam kết chia sẻ 85% lợi nhuận cho thuê trọn đời, biệt thự biển Vinpearl Resorts and Villas xứng đáng là kênh đầu tư được bình chọn là an toàn, hiệu quả và sinh lời cao nhất hiện nay. Với lợi thế tuyệt đối từ một chuỗi những dự án trải dài từ Bắc vào Nam, khách hàng sở hữu biệt thự biển được tặng tới 750 đêm nghỉ trong 50 năm tại bất cứ khu du lịch Vinpearl nào. Số lượng các dự án và sự hiện diện trên khắp các tỉnh thành du lịch nổi tiếng của Việt Nam liên tục tăng lên mỗi ngày sẽ mang tới một giá trị cộng hưởng không ngừng. Một trong những lợi thế lớn nhất của bất động sản nghỉ dưỡng Vinpearl Resorts and Villas là quyền sở hữu trọn đời, một đặc quyền vô cùng khác biệt so với những dự án đầu tư khác trong khu vực và trên thế giới, chỉ kéo dài trong 30-50 năm có gia hạn. Sở hữu biệt thự biển Vingroup còn giúp chủ nhân yên tâm tận hưởng những lợi ích trọn vẹn mà không phải bận tâm lo lắng việc chăm sóc, nâng cấp hay tu sửa. Các căn biệt thự được chủ đầu tư cam kết thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng để luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ 5 sao cho sản phẩm đầu tư an toàn lâu dài và bền vững trọn đời. Việt Nam, với những danh lam thắng cảnh, thiên nhiên kỳ vĩ cùng những bãi biển tuyệt đẹp, đang trở thành điểm đến mới mẻ hấp dẫn của du khách không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Từ đó, hứa hẹn tiềm năng phát triển cực kỳ mạnh mẽ và nhu cầu tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch nói chung và những dự án đầu tư dịch vụ và biệt thự nghỉ dưỡng nói riêng. Với những lợi thế vượt trội cùng nền tảng phát triển vững chắc và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, biệt thự biển Vinpearl Resorts and Villas chắc chắn sẽ tiếp tục là một trong những điểm nóng đầu tư dẫn đầu xu hướng năm 2016, năm bùng nổ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch đẳng cấp.